Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một số người lương dân nghĩ rằng người đi theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, bởi vì không thấy người có đạo cúng bái gì cả, các cụ sẽ bị đói, nhất là những ngày giỗ, những ngày Tết không thấy cỗ bàn đưa lên thì các cụ sẽ bị đói. Rồi một số người nghĩ như vậy cho nên cũng không dám cho con mình theo đạo, bởi vì theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, rồi sau này sẽ là ma đói. Thế nhưng thực sự ra thì chúng ta biết rằng không phải theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, mà thậm chí còn phải thảo kính với ông bà tổ tiên nhiều hơn nữa. Chúng ta biết rằng giáo lý dạy chúng ta phải thảo kính ngay khi còn sống, phải tôn kính, yêu mến, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ. Chứ không phải là đến lúc qua đời thì mới là thảo kính, hay là sống thì không cho ăn, chết làm văn tế ruồi, rồi mời sư, mời thầy, rồi đình đám ầm ĩ và nghĩ rằng đó là thảo kính. Còn sống thì chỉ mong cho chết sớm để chia chác. Thì đấy không phải là hiếu. Và rồi khi qua đời thì chúng ta thấy giáo hội mời gọi chúng ta phải cầu nguyện, dâng lễ, dâng các việc lành hy sinh cho những người đã qua đời, đặc biệt là tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Các cụ đã về thì các cụ không có thể ăn được những thức ăn mà con người trần gian ăn. Cho nên nếu như đưa mâm cao cỗ đầy lên thì cũng chỉ là để tế ruồi, mất vệ sinh. Cho nên giáo hội mời gọi chúng ta nếu có thì có thể có nén hương, bông hoa hoặc là mấy cái trái cây cũng được, thể hiện tấm lòng thảo kính. Còn điều chính yếu là chúng ta phải cầu nguyện, phải dâng các việc lành hy sinh cho các cụ, và đặc biệt là dâng các thánh lễ cầu nguyện cho các cụ. Rồi giáo hội cho chúng ta một tháng 11 hàng năm để kính nhớ các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân nhân của chúng ta đã qua đời. Rồi ngày giỗ, ngày Tết chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các cụ. Hàng ngày chúng ta vẫn nhớ đến các cụ, đọc kinh, cầu nguyện trong các giờ kinh, và đặc biệt là trong các thánh lễ. Chúng ta thấy không có lễ nào mà không có cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân bằng quyến thuộc đã qua đời. Cho nên có thể nói là phải nói là hiếu hơn, chứ không phải là bỏ tổ tiên. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, nơi vườn thánh của giáo xứ chúng ta. Nơi đây có các cụ, ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta đang nghỉ yên nơi đây, để chúng ta cầu nguyện cho các ngài, những người đã qua đời trước chúng ta.
Chắc chắn là mỗi người chúng ta có những cái tâm tình khác nhau. Là những người con cái thì sẽ có cái tâm tình khác. Là những người vợ, người chồng sẽ có tâm tình khác. Là những người cha mẹ lại có những cái tâm tình khác. Con cái có thể có những cái tâm tình thương nhớ cách này cách khác. Cả cuộc đời cha mẹ khổ sở rồi, đến lúc khá giả một chút thì cha mẹ lại bỏ con cái mà đi. Con cái cũng ngậm ngùi thương nhớ. Hay là người vợ, người chồng cũng thương nhớ, bởi vì đã bao nhiêu năm ăn ở với nhau, tình nghĩa sắt son. Giờ đây một người bỏ ra đi để lại sự trống trải, sự cô đơn, sự vất vả, lo lắng cho con cái một mình. Rồi có thể là cha mẹ có cái tâm tình xót thương con cái. Có những người cha mẹ mất con còn rất là trẻ. Tôi biết có một người mẹ năm nào xin lễ cũng khóc, xin cho con của mình. Có một cậu con trai rất quý nó. Thế nhưng mà đến lúc nó bị tai nạn xe máy, nó chết. Mà người mẹ không thể nguôi được, năm nào xin lễ cũng khóc. Cái tấm lòng của cha mẹ là như vậy đó. Rồi còn nhiều những cái tâm tình khác nhau nữa. Có thể là những tâm tình hối tiếc, bởi vì mình đã không cư xử cho đúng mực là những người con cái với cha mẹ. Hoặc là những người vợ, người chồng đối với nhau chưa cư xử cho nó đúng. Hay là người cha, người mẹ chưa chăm sóc con cái cho nó đầy đủ như là Chúa dạy. Để rồi chúng ta hối tiếc, chúng ta ân hận. Cách này cách khác. Thế nhưng tất cả giờ đây cũng đã qua đi. Chúng ta có hối tiếc cũng không làm gì được nữa. Giờ đây chúng ta cùng dâng tất cả cho Chúa. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa thương sớm cho các thân nhân của chúng ta được hưởng nhan Thiên Chúa. Đó là điều vô cùng cần thiết. Và không chỉ ngày hôm nay mà còn nhiều ngày khác trong tháng 11 và suốt cuộc đời chúng ta. Đó là những cái nghĩa cử cao đẹp, những cái ân tình, những cái lòng thể hiện lòng thảo kính với cha mẹ, lòng tình yêu thương đối với vợ chồng và với con cái anh em. Rồi đứng ở nơi đây, mỗi người chúng ta cũng có những suy nghĩ về chính cuộc đời của mình, về chính cuộc sống này. Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta? Đâu là cái điều mà chúng ta phải theo đuổi? Người ta kể câu chuyện rằng có một người phú gia có bốn người bạn. Một người bạn rất là thân, thân đến độ như thể là hình bóng của chính mình. Và có cái gì cũng ăn ngon là chia sẻ hết cho người bạn đó. Từ nhỏ, từ khi còn nối khố với nhau. Rồi có một người bạn thứ hai, đó là người bạn làm ăn kinh doanh thì thân thiết với nhau. Và anh ta coi người bạn đó như là một sự tự hào của mình. Đi đâu cũng khoe với người khác, tôi có người bạn như thế đó. Cũng rất thân thương, rất gần gũi. Và một người bạn thứ ba cũng thân nhưng không thân lắm. Có thân nhưng mà cũng không. Người bạn đó tuy không như được hai người bạn kia nhưng cũng chia sẻ rất nhiều. Đặc biệt là vui buồn, lúc khó khăn, lúc thành công, thất bại.
Rồi có một người bạn cuối cùng là một người bạn sơ sơ, ít để ý tới. Và một ngày kia ông ta bị mắc một bệnh, căn bệnh trầm trọng, phải đối diện với cái chết. Thì ông ta nói với người bạn thân: tôi với ông như tuy là hai nhưng là một. Ông có dám đi với tôi sang thế giới bên kia không? Ông nói rằng: tôi với ông thật là thân đó, nhưng mà làm sao tôi có thể đi theo ông cho được. Thôi đường ông đi, đường tôi đi. Người bạn thân thứ nhất đó chính là cái thân xác chúng ta. Đến lúc nhắm mắt lìa đời thì chúng ta phải bỏ lại tất cả. Rồi người bạn thân thứ hai đó là tài sản của cải, bằng chức tước, bằng cấp của chúng ta. Khi hỏi ông có đi theo tôi không, ông có dùng những cái thế giá của ông để bảo vệ tôi ở thế giới bên kia không, thì ông nói rằng: tôi cũng không thể đi theo ông. Tôi sẽ đi theo làm bạn với người khác, vì ông biết rằng phù thịnh không ai phù suy. Giờ đây ông chẳng còn gì, tôi theo ông để làm cách gì? Đó là người bạn tiền bạc của cải, chức tước cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Rồi người bạn thứ ba đó là chính người thân yêu trong gia đình chúng ta. Có nhiều khi vì tiền bạc, vì chính mình mà mình cũng bỏ rơi cả gia đình, thậm chí là quên lãng hoặc là không quan tâm đến gia đình. Thế nhưng gia đình luôn là chỗ dựa, luôn là cái nơi mà chúng ta cần thiết nhất để an ủi, nâng đỡ, khuyên nhủ những lúc khó khăn, những lúc gian nan. Thế nhưng những người thân trong gia đình thì cũng chỉ dẫn đưa chúng ta đến vườn thánh là cùng, không thể đi theo chúng ta sang thế giới bên kia. Còn người bạn cuối cùng tuy sơ sài, không thân lắm, nhưng người đó nói rằng: tôi sẽ đi theo bạn sang thế giới bên kia, đồng hành với bạn, tôi thương bạn, bạn đừng bỏ rơi tôi. Người bạn đó chính là linh hồn của chính chúng ta. Mỗi người chúng ta nhiều khi đi theo đuổi những cái nó ở những cái điều mà nhiều khi chúng ta nghĩ là nó rất quan trọng, chăm sóc cái thân xác của mình một cách hết lòng hết sức, chu đáo chăm chút, rồi trang điểm, rồi mọi sự. Thế nhưng rồi nó sẽ rời bỏ chúng ta. Của cải, bằng cấp, nó cũng sẽ bỏ lại tất cả. Và chính cả người thân yêu cũng không thể đi theo chúng ta đến tòa Chúa. Chỉ có phần linh hồn là quan trọng nhất, sẽ đồng hành với chúng ta đến tòa Chúa, trung thành, yêu thương, với đồng hành với chúng ta. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại không để ý tới phần linh hồn của mình, hoặc có thì qua loa, cho nó gọi là có. Ngày hôm nay, trong cái bối cảnh, cái khung cảnh vườn thánh đầy linh thiêng này, cũng là một lần nữa mời gọi chúng ta suy nghĩ về cái cuộc sống của chúng ta. Đâu là quan trọng nhất? Cái gì thực sự là chúng ta phải theo đuổi, chúng ta phải hết lòng, hết sức với nó, hết linh hồn với nó? Có phải là cái thân xác này không? Có phải là của cải tiền bạc không? Hay là những gì ở trần gian này? Cho nên
Chúng ta hãy ý thức lại để mỗi người chúng ta sửa đổi đời sống, nếu như chúng ta đang nhắm những cái tùy phụ mà cái chính yếu chúng ta lại nhiều khi là sơ sài, qua loa hoặc là coi thường, coi nhẹ. Ngày hôm nay bước vào tháng 11, tháng các linh hồn, một lần nữa chúng ta được mời gọi hãy cầu nguyện và dâng các việc lành hy sinh, đặc biệt là dâng các thánh lễ cho các linh hồn đã qua đời. Đó là ông bà tổ tiên, những người cha mẹ, thân nhân, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta, để chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta cũng sẽ rời bỏ tất cả một ngày nào đó. Và điều quan trọng nhất là phần rỗi linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải lo cho mình và cho con cháu mình. Đó là điều quan trọng nhất, để rồi chúng ta không ân hận nuối tiếc khi mà chúng ta nằm xuống. Chớ gì được như vậy. Amen.